Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với những diễn biến của cặp trận giữa Top Esports và Suning. Game đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu sau khi mà Suning đã để thua ở game đấu đầu tiên. Trong game đấu đầu tiên thì với một phong độ vô cùng xuất sắc ở khu vực đường trên đến từ 369, thì đặc biệt là trong hoàn cảnh mà anh ta được chọn tướng sau với Bin, thì Bin đã không có quá nhiều cách để chống cự lại con Zac với một chiếc tướng Mordekaiser, và Bin có những cái tình huống xử lý cá nhân của anh ta nó cũng không thực sự ổn với vị tướng này nữa. Chênh lệch quá nhiều giữa hai người chơi đường trên, 369 đã có một game đấu hoàn toàn xuất sắc khi mà bản thân anh ta có được lợi thế quá lớn ở dạng đi đường, thì anh ta đã cụ thể hóa nó bằng rất nhiều những cái lợi thế sau đó của Top Esports. Một ván thi đấu hủy diệt thực sự đến từ bên phía của Top Esports trước Suning, và điểm MVP là hợp lý trong ván thi đấu đầu tiên mà thôi. Những tình huống mà anh ta tấn công và hạ gục từng thành viên bên phía của Suning một, nó thực sự là một ván thi đấu mà thì là Suning đã phạm phải quá nhiều sai lầm, đặc biệt là đường trên khi mà Bin không có được bất kỳ một lợi thế nào trong kẻ đấu đó cả. Sọp thì khai thác được khá là nhiều những lợi thế đến từ vòng rừng của anh ta cùng với việc máy ta afarm được Kai'Sa, nhưng đường dưới thua, đường trên thua quá nặng, nó dẫn đến việc mà quả cầu tuyết ở bên phía của Toy Sport tận dụng và lăn cầu tuyết khiến cho bên phía của Suning đã không thể nào gượng lại nổi. Rất là khó để bạn đánh cái kiểu mà hai cánh của bạn thua, mà trong khi đó trục đường giữa của bạn nó cũng không phải là một cái con tướng mà có thể tạo đột biến một cách bất ngờ. Nó kiểu như là như nào những Galio hoặc là Justify á, thì nó sẽ giúp cho bạn tạo áp lực hai cánh ngược trở lại và cứu hai cái đường đó. Nhưng mà vị tướng vừa rồi là Azir, vị tướng cũng cần farm thôi và cần một khoảng thời gian êm đềm, thì rất là khó để bạn gượng lại khi mà hai cánh của bạn thua quá nhiều. Sọc không thể nào để tiến ra găng được, anh ta chỉ có thể chủ động farm, dù có những lúc mà Sọc tạo ra khoảng cách về chỉ số kinh nghiệm bởi đối phương là đến 3 cấp và 40 chỉ số lính, mà từng đó là không đủ. Kai'Sa vẫn có khả năng khai thác những cái khoảng trống về thời gian rất là tốt, anh ta ăn được rất là nhiều mục tiêu lớn, cùng với đó là những pha tấn công ở khu vực đường trên lẫn khu vực đường dưới rất là hiệu quả của Kai'Sa. Thì Suning thôi, coi như ván một chúng ta thử, chúng ta nháp, chúng ta bỏ qua để bước vào ván hai. Tôi nghĩ là sẽ có những sự thay đổi đến từ bên phía Suning, đặc biệt là khi mà họ chọn bên cấm mày chọn. Tôi nghĩ là nên chuyển sang bên phía đội 1. Bây giờ bên phía đội 1 thì bạn sẽ có được nhiều những lựa chọn hơn là bên phía đội 2. Đội 2 thì bạn sẽ bị cấm đi Ashe và bị áp lực về việc đối phương sẽ first pick con Caitlyn. Và khi bị cấm đi Ashe thì thực ra không có bất kỳ một vị tướng nào được coi là đối trọng với Caitlyn lúc này ở khu vực đường dưới cả. Và vì vậy đổi sang bên phía đội 1 thì bên phía Suning sẽ có một lối ban pick tôi nghĩ là sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Họ có quyền lựa chọn sớm những vị tướng đường đơn và không ngại việc counter pick ở bên phía bên kia, cũng như nó sẽ mở ra những cái lực cấm nó thoáng hơn là họ việc cứ phải chăm chăm vào việc đối phương sẽ lấy Caitlyn, mình có nên ban Caitlyn hay không. Và đây là một game đấu thực sự là bên phía của Toy Sport đã hủy diệt Suning rồi, nhưng tôi hy vọng là Suning sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì về mặt tâm lý cả, và để trở lại game đấu thứ hai thì họ sẽ có được một cái lợi thế đầu game tốt hơn. Lợi thế đầu game nó quyết định khá là quan trọng đến với bên phía của Suning ở giai đoạn vòng bảng á, thì lợi thế đầu game có nhưng mà không end game được. Còn ngược lại, để bên phía của Top Esports có lợi thế thì họ sẽ snowball như cách mà họ vừa làm ở cái đấu đầu tiên, nó thực sự là hủy diệt. Đã chuẩn bị bước đến lượt cấm và chọn của ván thứ hai, liệu xem rằng là Suning có những cái sự thay đổi như thế nào ở trong cái cách cấm và chọn của họ. Đến với Top Esports thì đúng là bạn nên chọn những vị tướng đường đơn sớm trước, bởi vì thật ra cái counter pick nó sẽ bị xóa nhòa đi, bởi vì cái khoảng cách về mặt trình độ cá nhân á, tôi nói thẳng luôn là cả các người chơi đường đơn của bên phía Suning chưa thể nào đạt được cái đẳng cấp như mà bên phía của Top Esports đang có được cả. Và Top Esports khi mà họ đã có những cái kèo đấu đường trên không bị thua quá nhiều, tức là nó ở vẫn trong cái tầm kiểm soát của họ, thì họ đánh rất là ghê và họ có thể trì hoãn cái kèo đấu đó đến cái giai đoạn cuối trận, khi mà sức mạnh của tổng thể năm đội hình của năm thành viên của họ nó phát huy hết sức mạnh. Thì đó là như vậy, cái khoảng cách về trình độ nó sẽ giúp cho các thành viên của Top Esports vượt qua được cái khoảng cách về tướng. Thì thay vậy, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy chọn những con tướng mạnh ở bên phía đội xanh trước luôn. Nó sẽ giúp cho bên phía Suning ít nhất là mà tự tin hơn về mặt tâm lý cái đã. Chứ nó chưa nói đến cái chuyện là họ có đi đường thắng được hay không. Một ngày thi đấu khó khăn, đối thủ trước mắt là một đối thủ mạnh và Suning cần phải giữ sự bình tĩnh của mình. Dù sao thì ở tại cặp trận tứ kết họ đã là một đội tuyển bị thua trước một game. Tất nhiên là cái game thua đầu tiên của Suning trước V5 thì nó không quá nặng nề như cái game vừa rồi bên phía của Top Esports hủy diệt Suning. Nhưng ít nhất là những ván đấu thì nó cũng sẽ có những liên quan nhất định, nhưng mà ở trong một ngày thi đấu ở BO5 thì nó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn. Và việc thua ở trong game đấu đầu tiên, tôi hy vọng là Suning sẽ tiếp tục giữ vững cái phong cách đánh của mình là đánh tấn công mạnh dạng ban đầu,
cho dù có fail chăng nữa thì họ có thể sẽ điều chỉnh lại lối chơi, điều chỉnh lại ban pick một chút xíu để tìm cách có lợi thế trước tới spot trước đã. Rồi vấn đề lăn cầu tuyết và end game thì nó sẽ diễn đến sau. Còn nếu như họ mất lợi thế đầu game, thực sự nó sẽ là một cái khó khăn mà rất khó để có thể giải quyết với một đội tuyển như Suning, với lối đánh của Suning và với một đội tuyển mới được mới có nhiều người mới thi đấu được tầm 2 mùa như Bin chẳng hạn. Thì thực sự nếu như mà lâm vào cái thế khó, những đội như vậy hay là kể cả Vifa đi thì họ cũng sẽ khó gượng lại. Còn đối với Toy Sport, một đội tuyển rất là dày dặn kinh nghiệm của nhiều thành viên khác nhau, thì thực ra họ là những đội tuyển mà cho dù có mất lợi thế đầu game chứ chắc họ đã thua game, giống như cái cách mà họ đã làm ở giai đoạn vòng bảng trước Suning. Đúng vậy, họ là một cái đội mà rất là cứng cựa. Nếu như mà tính về cái, các bạn hãy nhìn nha, họ có Kasa, một người đã đi đến chung kết thế giới không biết bao nhiêu lần cùng với Lapwolf rồi. Họ có Sakilov đã từng lên ngôi vô địch cùng với Invictus Gaming. Họ có khu vực đường trên 369, một người đã thi đấu LPL rất là lâu và có rất là nhiều kinh nghiệm. Khu vực đường dưới, vị trí duy nhất mà họ, một thành viên mới đi, là Giang Zila. Nhưng mà anh ta được đi, anh ta được đánh chung với những người có quá nhiều kinh nghiệm để có thể giúp cho anh ta khỏa lấp đi cái mặt non nớt của mình. Thì bản thân anh ta vẫn đang là một người chơi hỗ trợ, làm tròn vai, làm tròn nhiệm vụ của mình ở khu vực đường dưới, và khiến cho Top Esports trở thành một cái tập thể nó rất là đồng đều về mặt kỹ năng cũng như về mặt kinh nghiệm. Ta cùng đến với lượt cấm phải chọn ở ván thi đấu thứ hai, Suning. Đúng như chúng ta dự đoán, ở bên phía đội xanh họ đang cấm đi Rectom cùng với Zed và sau đó là Syndra. Vẫn không đủ tự tin để chọn Syndra ở ngay lượt một. Bởi nếu như vậy, đối phương sẽ cấm đi Caitlyn ở bên phía đối diện. Suning chọn Ashe. Suning sẽ có được con Ashe ở lựa chọn đầu tiên, tôi nghĩ đó là lựa chọn ổn. Bên phía của Toy Sport thì họ có thể đưa ra nhiều những lựa chọn xạ thủ khu đường dưới. Check Club bảy tướng của anh ta khá là rộng và anh ta thậm chí mang lại những xạ thủ mà nó không nằm trong meta như kiểu là Kai'Sa nữa kìa. Thì một là chấp nhận đánh kèo Jhin khu đường dưới, hai là việc mà anh ta đổi sang những vị tướng khác như là Senna hay là Kai'Sa thì nó cũng có thể xuất hiện. Toy Sport lấy luôn Zoe cùng với Grave. Tôi nghĩ rằng trong ngày thi đấu khi đối đầu cùng với Sop thì bên phía của Toy Sport sẽ không lấy Grave. Lần này thì Suning đã cấm set của Kai'Sa và để cho anh ta con Nidalee, khác với game đấu đầu tiên. Những quyết định của Toy Sport vẫn là từ chối đánh Nidalee, và Sop thực ra anh ta cũng sẽ không đánh Nidalee. Mùa này là mùa mà Sop từ chối đánh Nidalee. Để xem lựa chọn tiếp theo đến từ phía của Suning khi đối phương đã lộ rừng cùng với đường giữa sẽ là như thế nào. Ở trong lượt 2 và lượt 3 như thế này thì như một cách thông thường, thường là những đội sẽ muốn cố gắng hoàn thành cặp đôi đường dưới. Như mình đã nói từ hồi nãy thì tốt nhất là họ nên có những vị tướng mà họ tự tin để có thể đi kèo trước bên phía bên kia cái đã. Rồi khoan tính đến cái chuyện là nó sẽ là như thế nào. Đây là những cái vị tướng kiểu như vậy nè. Zay là một vị tướng mà bạn có thể tự tin đánh trên kèo gần như là toàn bộ mọi kèo đấu khu vực đường trên. Và Orianna là một vị tướng mà bạn play pick rất là an toàn, bạn không sợ bị đối phương gọi là đi đường thắng hay là mình bị chịu thiệt quá nhiều, bởi vì đây là một vị tướng tăng tiến sức mạnh về cuối ổn và rất khó để bị hạ gục ở trong dạng đi đường nếu như bạn cầm cho mình là thanh tẩy. Bên phía bên kia chọn khu vực dưới của Zaki Love, đó sẽ là Jhin ở trong ván thi đấu này. Lượt cấm ở tại phase 2 thì bên phía của Toy Sport cấm đi đầu tiên là Zavan. Với bộ đôi Jhin cùng với Rafe, họ đã có được hai sát thương vật lý chủ lực khá là tốt, và không biết là Nai khu vực đường giữa với con bài Zui này thì cái kèo đối đầu cùng với Orianna ta sẽ có được lợi thế đầy đường trước hay không. Rồi thêm cả đường trên thì 369 game này ta sẽ chuyển sang đánh chống chịu hay là tiếp tục đánh carry để đọ carry bên phía của Bin bên phía bên này. Với con dây trước đó đã được khóa vào, Suning cấm đi on trước. Họ loại bỏ những chống chịu khu vực đường trên của 369 để ép anh ta vào một kèo đấu mà một ngày mà Top Esports sẽ phải đánh carry ở nhiều đường cùng với Suning. Trong khi đó thì Top Esports họ ngại khả năng kết hợp giữa Orianna cùng với Zafan, và họ cấm luôn con tướng thủ của Sop vô kèo đấu Ray với lại Lee Sin. Thì một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng Lee Sin nó là một cái phần bất lợi hơn dành cho Sop, nhưng không, Top Esports nói rằng là họ không muốn cho Sop một con tướng thủ. Trong khi đó thì Suning họ cấm nút con tướng giúp cho đường dưới của Top Esports đánh thu hoài rất là dễ là con tâm Ken. Như vậy thì Top Esports lượt thứ tư của mình họ sẽ muốn chọn khu vực đường trên mà thôi. Đây là một kèo đấu mà như đã nói là rất là khó một kèo nào mà có thể thắng được dây khu vực đường trên, và dây sẽ có lợi thế trước Vũ Công của 369. Một ngày thi đấu mà fan vote bên phía LPL chênh lệch nó tương đối nhiều, nó càng ngày càng giảm. Hồi nãy là 7.3%, bây giờ 6.8, 6.7. Hôm trước cái cặp Vify nó cũng có chênh lệch bên phía Vify với Suning rất là nhiều, nhưng mà nó không đến mức như thế này. Cụ thể là bên phía game đầu thì Vify đâu đó khoảng chừng 8 mấy phần trăm, Suning 10 mấy phần trăm.
từ nó giảm dần đến cái game mà nó giảm dần kìa, khó chịu thật sự. Cái game cuối á, bên phía của Vifa đánh với Suning nó đâu khoảng chừng 4 mấy 5 mấy. Bây giờ thì cặp trận này thì nó thực sự chênh lệch. Game trước cũng vậy mà game này cũng vậy, nó chỉ có vài phần trăm dành cho bên phía Suning mà thôi. Họ vừa khóa vào Olaf cùng với lại Nautilus. Olaf cho sọp đi rừng đối đầu cùng với một con Ray của Kasa là một lựa chọn tôi nghĩ là ổn. Anh ta không đánh con Nidalee nhiều mùa này và quyết định đánh Olaf sẽ là một trong số vị tướng đánh sớm. Cùng với cái áp lực đến từ Olaf dạo ban đầu nhờ khả năng dọn dẹp rừng nhanh thì nó sẽ giúp cho bên phía Suning đánh sớm được với ý đồ chiến thuật mà họ vẫn thường đánh từ đoạn vòng bảng đến bây giờ. Nautilus của Sorcerer sẽ giúp cho bên phía Suning có thêm hiệu khống chế và gây sức ép rõ ràng hơn vào những chủ lực thiếu cơ động như là Zoe hay là con Jin. Và Leona được khóa vào dành cho Jazia để hoàn thành đội hình của cả hai bên. Một đội hình đánh tấn công cực kỳ mạnh đến từ cả hai đội tuyển được khóa vào. Tôi nghĩ với cái đội hình này thì cái ý đồ chiến thuật từ bên phía Suning nó rõ ràng hơn khá là nhiều. Như là nửa trên họ có Jay cùng với là Olaf hoàn toàn có thể đương cự tay đôi với lại hai cặp đôi bên phía bên kia. Và đường dưới thì Ash cùng với Nautilus kết hợp với Olaf nữa, nó cũng sẽ tạo thành một cái bộ ba tấn công vào cặp đôi đường dưới bên phía bên kia khá là dễ dàng. Thì Suning có nhiều cách triển khai với năm con tướng của mình hơn so với là ván thi đấu thứ nhất. Ván thi đấu khá là quan trọng, Sorcerer vẫn đang giữ được tâm thái cũng khá là tốt và để xem là họ sẽ bước đến với game đấu thứ hai này như thế nào. Game đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu. Suning đối đầu cùng với Top Esports và đây là một ngày thi đấu quan trọng của SOP sau khi di chuyển sang bên phía của LPL và đi du đấu, thì đây là mùa giải mà SOP có thành tích tốt nhất và hy vọng là họ sẽ có được kết quả khả quan trước bên phía của Top Esports trong một ván thi đấu mới sau khi họ vừa bị hủy diệt hoàn toàn bởi bên phía của Top Esports ở ván thi đấu đầu tiên. Trong ván thi đấu thứ hai này thì cách cấm chọn của Suning đã ổn định hơn với một vài vị tướng có phần chủ động như khu vực đường trên với vị tướng Zay trong pin cùng với đường dưới Nautilus cùng với Ash một bộ tôi có khả năng tấn công rất là mạnh. Nhưng bên phía bên kia, cặp đôi bên phía của Top Esports đường dưới, tôi dù Giang Zila chỉ mới gia nhập vào mùa này mà thôi, nhưng tôi cảm giác anh ta cùng với Zaki Love đang tạo một cặp đôi đường dưới sự hiện tượng luôn á. Cái cách đi đường của họ rất là khó chịu và thường là họ không hề mắc sai lầm, họ luôn luôn đánh tấn công khu vực dưới rất là mạnh mẽ. 369 đứng dình. Gì đây? Bin phải check. What? Bin vẫn check bụi. Anh ta check bụi cực kỳ tỉnh táo. Phát hiện ra 369 sọc có mặt ở gần, mất tốc biến đến từ 369 vẫn dính dìu. Dìu ở cự ly tối đa, 369 quyết quay lại. Và anh ta sẽ nằm. Nhường mạng cho Bin được không đây? Cố gắng nhường. Và nhường thành công dành cho Bin, chiến công đầu dành cho đường trên của Suning. Triệt để luôn. Đó là pha nhường triệt để dành cho Bin để anh ta có thể có lợi thế khu vực đường trên và làm bất kỳ mọi thứ anh ta muốn với con Wukong không còn tốc biển này. Bây giờ là mất luôn dịch chuyển lên khu vực đường trên rồi. Trong khi đó thì Sop, việc ăn rừng với một lượng máu thấp nó không phải là vấn đề với Olaf, nó vẫn sẽ giúp cho anh ta ăn một cách gọi là nhanh chóng mà thôi. Còn Kasa, ta bắt đầu từ khoảng bùa xanh của mình. Khu vực đường dưới thì sẽ là kèo đấu giữa Ash cùng với Jin. Đường trên pha chủ động va chạm đến từ 369 và sát thương trả lại đến từ Bin cũng là tương đối ấn tượng. Với lượng kinh nghiệm đến từ mạng gục chính công đầu thì Bin sẽ là cái đội 2 khá sớm. Và anh ta ngập tức bật E lên chỉ để đánh tay ạ. Đứng dưới, nét vẽ bồi vào, sát thương nhiều, có thiêu đốt, hoan phanh mất thanh tẩy. Cái thanh tẩy của anh ta đã không giải được sương thiêu đốt. Và ngập tức mất đi 2 phép bổ trợ ở ngay đợt đứng đầu tiên. Họ đẩy không lại so với đôi Leona cùng với Jin. Đây là một điều rất là lạ lùng nha. Đáng lẽ là Ash phải là người có thể đẩy lính được tốt hơn so với lại Jin bên phía bên kia. Thậm chí là cũng đâu có sự can thiệp đến từ việc cặp đôi đường dưới tiến vào giúp rừng đâu. Nên là cặp đôi Suning đẩy người đẩy sâu và sau đó thì vị trí của Hoàng Phan cũng rất là tệ nữa. Khi mà anh ta mới chỉ cấp độ 1, anh ta biết chắc chắn là mình còn đến tận 2 con lính nó mới lên cấp 2. Nhưng mà anh ta vẫn đứng rất là lội. Và gank đến từ Kasa. Bin vừa quy vào lính thì phải, bị làm chậm và chắc chắn sẽ nằm. Cố gắng ăn con xe nhưng có lẽ là không được, trả sát thương lại mọi người của Kasa. Hoàn toàn không có nhiều ý nghĩa lắm. Đợt lính hơi xấu dành cho Bin. Đợt lính đối phương vẫn còn tương đối nhiều, 4 con trong cái đó đợt lính trước đó của anh ta. Chính xác là lính của anh ta còn 4 con, đường lính đối phương chỉ còn 2 con mà thôi. Nếu dịch chuyển vào lính lúc này anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta khá là kinh nghiệm, có mắt, phát hiện ra 369 đứng rình. Và đó là tình huống mà Bin dịch chuyển vào trụ chứ không phải là lính.
tỉnh táo, không phải xử lý tỉnh táo của Bin. Và cái việc mà anh ta cần phải làm lúc này là đẩy hết cái đợt lính này vào sâu trong trụ và sau đó cắm một con mắt một cách an toàn để có thể bảo toàn tính mạng của mình. Với khu vực đường trên là một cái đường mà điều kiện thắng của Suning luôn. Đây sẽ là điều kiện thắng của Suning, bắt buộc kèo đấu của Bin cùng với lại bảo số 9 phải là một kèo thắng dành cho Bin thì họ mới có lợi thế được. Sop kết thúc vòng rừng của mình ở con cua dưới và sau đó sẽ bấm B về và di chuyển lên trên nhằm hỗ trợ cho Bin trong một đợt lính hơi cao. Và Kasa hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công lên khu vực đường trên của Suning nếu như mà Sop không có vòng rừng hướng lên trên. Tôi nghĩ là bên phía của tội Sop biết điều này. Vòng rừng đầu tiên của Sop họ nắm được. Vòng rừng thứ hai của anh ta có lẽ cũng không khó đoán đối với người đi rừng kinh nghiệm như là Kasa. Và chắc chắn là pha này bên phía của Bin sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ Sop với vòng rừng máy tan từ dưới lên. Chỉ có điều là Bin vẫn đang đứng hơi cao. Bin vẫn đang đứng hơi cao. Anh ta bắn cầu sấm trượt và mất luôn cầu gia tốc. Pha ganh đến từ Kasa. Không, anh ta quy vào lính với ý định là để lính hội 369 đang cần khoảng trống để về nhà mua đồ. Và pha này thì Sop ping lên trên rồi. Bãi sói của anh ta vừa hồi lại nhưng anh ta không ăn. Anh ta chỉ thẳng lên trên. Anh ta muốn lên hỗ trợ cho Bin trong cái đợt lính này. Anh ta cắm lại một con mắt. Nó vô hiệu hóa con mắt kia khi mà 369 vừa mới cắm nó ra. Tôi không biết là cặp đôi của Top Shot có muốn biết Sop ở đây không. Họ ép không chuyển. Biết ép dịch chuyển. Cầu sấm chỉ trúng vào cái phân thân của 369 mà thôi. Đường dưới pha băng lên đến từ Janzia. Lần này thì Sop này đã cover tốt hơn so với pha đầu tiên. Và Hoan Feng thì được cover tốt nên ta không mất nhiều máu lắm. Bóng ngủ chuẩn xác. Nai lấy đi nửa cây máu của Bin sau khi nối nghịch sao thành công. Nhưng đó là một tình huống mà bên phía của Suning đã ít nhất là ép được dịch chuyển đến từ đường giữa đối phương. Và tạo một khoảng trống đủ lớn để Angel có thể về nhà và mua tương đối nhiều đồ cũng như trở lại khu đường giữa. Lúc này tôi nghĩ là anh ta sẽ không có bất kỳ một vấn đề gì về mặt đẩy lính so với Nai cả. Hóa đốt vùng đường trên thì sau lợi thế về điểm hạ gục đầu tiên. Thì sau đó Bin cũng đã làm tốt hơn với khoảng cách về lính là một khoảng một đợt lính so với lại đối phương. Dù là bị đối phương nhắm đến khá là nhiều. Khu vực đường dưới là một kèo đấu mà Hanfan cần phải chơi tỉnh táo hơn. Với việc mà anh ta đã mất đi cả hai phép bổ trợ của mình là Thanh Tẩy cùng với Tốc Biến. Trong khi đó Leona vẫn còn nguyên Tốc Biến, còn nguyên Thiêu Đốt. Sẽ rất nguy hiểm dành cho Hanfan nếu như anh ta bước lên hơi cao thôi. Di chuyển rất là chịu khó khi mà Nai có dịch chuyển và luôn tìm kiếm những cơ hội để tấn công ở những khu vực đường khác. Sọp sau một khoảng thời gian đầu tư rất là nhiều thời gian lên khu vực đường trên thì bây giờ anh ta bắt đầu farm cái vòng rừng ở dưới của mình. Vòng đầu tiên liệu là sẽ nằm trong quyền kiểm soát của bên nào đây? Sop bắt đầu biến về nhà rồi. Sop ăn vòng rừng từ trên xuống và anh ta để lại một cái mắt kiểm soát khu vực con rồng nguyên tố đầu tiên là một con rồng nước. Và sau đó lại tiếp tục vòng rừng thứ ba của mình ở khu vực nửa trên bản đồ. Anh ta đã chạy thẳng xuống dưới với ý định là kiểm soát rồng. Nó sẽ làm chậm đi vòng rừng thứ ba của anh ta. Trong khi đó thì Kasa vừa lên được cấp độ 6. Anh ta hít tương đối nhiều kinh nghiệm đến từ đợt lính khu vực đường trên của 369. Điều này mang lại cho anh ta một lượng kinh nghiệm đủ lớn để lên cấp độ 6 sớm so với Sop. Sop chỉ cấp độ 5 mà thôi. Nhưng ngược lại thì Bin khu vực đường trên sẽ có được khoảng trống một chút xíu khi mà 369 sẽ chưa thể lên cấp độ 6 được. Và với một cái giày nền Zatabi lên sớm thì lượng sát thương đến từ ngộ không nó sẽ là không nhiều cho tình huống chung cuối Odin đầu tiên. Vừa rồi mà góc đứng khá là nguy hiểm nhìn cho Sop khi anh ta có thể bị dính bóng ngủ như đèm pha solo khu vực đường trên mà Bin rõ ràng là hoàn toàn không bất lợi xíu nào cả. Đối phương chỉ mới có một cái giày ninja. Trong khi đó với hai thanh kiếm dài và một cây kiếm Doran thì Bin có khả năng trả sát thương lại rất là nhiều. 369 cũng đã mất đi tương đối lượng năng lượng của mình. Mất máu quá là nhiều rồi. 369 sẽ bấm B về. Đây là vòng rừng mà Sop chấp nhận việc bỏ đi cái áp lực khu vực đường dưới. Bỏ qua con rồng nguyên tố đầu tiên để hướng đến. Rồng nó sẽ chỉ mạnh khi mà bạn stack được 4 con rồng lại với nhau. Và nó kích hoạt được cái linh hồn rồng. Và quyết định của Sop đưa ra là bỏ con rồng đó để hướng đến vòng rừng lên trên, áp lực nhiều hơn dành cho ngộ không và hướng đến một đường thắng khu vực đường trên. Thanh tẩy còn, Angel thanh tẩy khỏi bóng ngủ và anh ta không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào khi mà bộ đôi đường dưới, không chính xác là rừng và đường giữa của đối phương tấn công. Những con rồng nguyên tố này thì với ý đồ chiến thuật hiện tại của Suning, họ sẽ phải bỏ. Trong khi đó thì Top Esports họ đang ăn con rồng này cách rất là thoải mái. Sop thì nếu như muốn cân bằng lại sức ép thì phải cúp được tài nguyên của đối phương. Ít nhất là sau khi ăn xong con bùa đỏ này anh ta phải ăn được con sứ giả nữa. Thì tôi mới đánh giá đó một pha mà trao đổi Suning không lỗ. Nhưng mà liệu là có đủ thời gian hay không khi mà Kasa đang xong rất là nhanh rồng và bây giờ sứ giả vẫn chưa có để Sop có thể tiến vào. Bốn đường dưới của Suning đang bấm B về và họ chủ động chạy thẳng lên trên nhằm hỗ trợ cho Sop trong việc ăn sứ giả. Đường trên đẩy tốt, 369 không có chiêu cuối nha. 369 đang không có chiêu cuối.
và Bin đang là người đẩy nhanh hơn rất rất nhiều so với 369. Đây sẽ là một cơ sở ăn sứ giả cực kỳ hiệu quả. Bộ đôi đường dưới Jacky Love cùng với Janzia về hơi trễ. Bóng ngủ trượt đến từ Nai. Họ có thông tin là Sọp đang ăn sứ giả, nhưng liệu rằng tranh chấp trừng phạt thì ai sẽ là người trừng phạt tốt hơn? Và đây là pha di chuyển gây sức ép trực diện. Sọp có trừng phạt và anh ta không giữ được sứ giả rồi. Kasa ăn được sứ giả nhưng anh ta sẽ không thể nhặt được nó. Đó là đại băng tiện bắn trượt từ xa đến từ Hoan Phe, nhưng lại là mất sứ giả đến từ bên phía của Suning rồi. Dù là bên phía của Suning đã di chuyển rất là nhanh ở trong pha thi đấu họ vừa vẫn rồi. Muốn nhặt chín mong muốn họ rồi. Vẫn muốn nhặt. 369 không có nhiều máu để có thể băng vào một cách tự tin đến như vậy, và anh ta không nhặt được linh hồn sứ giả nha. Kasa yếu máu, Kasa có lẽ cũng sẽ nằm. Mạng có cho mình sân khấu dựng lên bắn từ xa đến từ Jack Club đang cố gắng che. Đó là những tình huống bắn từ xa nhưng sắp thật là không đủ. Sọp quá trứng bên phía bên này. Hoan Phe xuất hiện. Jack Club mặc dù đến sau nhưng ta có sân khấu, nhưng mặc dù vậy thì sân khấu đó cũng không mang lại quá nhiều sự nguy hiểm dành cho bên phía của Suning. Bên phía của Top Esports đã quá cố gắng để lấy được cái bù lợi sứ giả đó mà phải trả giá bằng hai mạng. Lợi thế rất lớn khu vực đường trên khi nằm xuống tận hai lần. 369 vừa rồi rõ ràng anh ta không có cơ sở để lao vào, anh ta không có chống chịu quá nhiều. Băng vào giữa đội hình của Suning đã gom lại được toàn bộ thành viên lại với nhau rồi. Đó là pha di chuyển rất là lỗi của anh ta. Suning coi như là cái tình huống vừa rồi đối phương chỉ có tiền đến từ con sứ giả đúng không? Không đến từ con sứ giả thôi, chứ con sứ giả nó cũng chả hút được vào bất kỳ một cái trụ nào cả, không có bù lợi mà. Thì đó là pha trao đổi rất là lời cho Suning. Đợt lính đường dưới tương đối xấu dành cho bên phía của Suning. Hoàn toàn mất đi những đợt lính khu đường dưới đến từ Hoan Feng, và anh ta vừa farm khu đường giữa. Điều đó khiến cho Angel sẽ mất đi tương đối nhiều chỉ số lính. Anh ta đang dừng lại việc ăn con bùa xanh. Còn lính giữa hai xạ thủ thì nó chênh lệch lên tới 30 chỉ số lính mất rồi. Đây thực sự là một chênh lệch nhiều giữa hai xạ thủ. Và khu vực đường trên thì mặc dù nằm xuống hai lần nhưng 369 vẫn đang farm cực kỳ ổn. Dù sao nữa đây vẫn là một cái trận mà tôi nghĩ Suning hoàn toàn có thể chấp nhận được, khi mà những cái chất tướng của họ ngoại trừ Jay là cần có một cái kèo thắng triệt để khu vực đường trên, thì những cái chất tướng như là Orianna hay là Ash đều có thể đánh chậm và chờ đợi lượng trang bị về sau được, chứ không cần phải gấp gáp quá nhiều. Thì cái việc thu thiệt của khoảng thời gian ban đầu nó không phải là một cái gì đó nó thực sự là tương tác với họ quá là nhiều, chỉ cần họ đừng mất những cái trụ bên ngoài quá sớm mà thôi. Đây pha di chuyển khá là mạo hiểm. Angel anh ta tốc biến né được nhưng Kasa yếu máu lại. Ôi Kasa yếu máu, Kasa bị xoáy ngược trở lại. Đó là Squad Ax xuất hiện vô cùng bất ngờ. Một tình huống Angel đã phản xạ khá tốt với cú thiên đỉnh kiếm đến từ Janzia. Ngay lập tức đó là tình huống mà Kasa không còn tốc biến và kẹt lại ở trong làn sóng âm của Angel. Pha nằm xuống đến từ Kasa để lại một hậu quả là Orianna của Angel đang là người khá xanh nha. Một khởi đầu tốt dành cho anh ta, nhịp farm ổn so với Nai bên phía bên kia. Và với lượng đồ hiện tại thì anh ta thực sự sẽ là một Orianna khá là áp lực loạn giữa game. Nhưng hơi tiếc một chút xíu lúc này không có rồng hay sứ giả gì đó để áp lực đến từ bên phía của Suning cả. Đúng vậy, họ không có rồng hay sứ giả để ép đối phương ra hay là gia tăng thêm khoảng cách về bù lợi dành cho bản thân mình. Nhưng với thế trận như thế này thì Suning cũng đang cực kỳ hài lòng rồi. Thường thường là Orianna đi dưới rồi không thể nào xanh được như thế này đâu. Nhưng đây là một tín hiệu rất là tốt dành cho đường giữa của Angel. Anh ta đẩy nốt được lính này là có thể về nhà mua sắm thêm trang bị dành cho mình. Vừa mới lên được cái phong ấn ám xong thì cũng đã có được cho mình 4 stack. Rất là xanh, rất là xanh. Tình thế đang rất là tốt. Chỉ có điều là chênh lệch giữa hai xạ thủ nó vẫn đang hơi nhiều. Tôi cảm giác như sau khi đánh sứ giả và không, nếu như có được con sứ giả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nếu như có con sứ giả đó thì bên phía của Suning sẽ ăn được cái trụ một đường trên của dành cho Bin chẳng hạn, giúp cho anh ta có được cái thế trận nó xanh sao hơn để khóa lấp đi chênh lệch giữa hai xạ thủ. Nhưng hơi tiếc một chút xíu là con sứ giả được Kasa trừng phạt quá tốt và mất đi công cụ để snowball đến từ bên phía của Suning. Chênh lệch về tiền vẫn đang nghiêng về cho họ nhé. Đây là khởi đầu tốt, đây là khởi đầu mong muốn đến từ bên phía của Suning là họ sẽ có lợi thế đầu game. Những cái bài toán dùng lợi thế này để snowball nó như thế nào thì nó là thực sự khó, bởi vì đánh 5 năm thì có cảm giác như đội hình bên phía của Top Esports nó vẫn có được cái sự nguy hiểm cao hơn, và nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào các lệnh sóng âm đưa ra từ Angel trong những tình huống 5v5. Đúng vậy, anh ta sẽ cần có những cái cú xoáy cầu trúng nhiều thành viên đối phương, cũng như là loại bỏ đi một phần nào đó áp lực đến từ con Wukong từ 369. Dù nhìn về mặt chỉ số thì không đẹp đâu, nhưng mà nếu như 369 lao vào đủ đẹp thì anh ta vẫn có thể gây được một cái sức ép rất là lớn lên đội hình của Suning. Đây là con rồng thứ hai, cả hai bên đều muốn kiểm soát nó, và người đang tiến vào trước là thành viên của Top Esports. Họ đã bắt đầu cắm những con mắt kiểm soát của mình ra. 369 bỏ khu vực đường trên để bắt đầu di chuyển, và Bin cần phải dịch chuyển nếu như muốn đánh nhau 5v5 ở tại khu vực hang rồng. Cấu rỉa máu đến từ Nai, họ nhắm tốt vào người của Angel. Mất quá nhiều máu của Angel rồi. Lệnh sóng âm còn, nhưng Sọp phía bên trong thì Sọp lại nằm.
Sập nằm xuống quá sớm, lại sau hơn hai người nhưng không có sát thương thêm. Hoan Phe cùng với Bin bên phía bên kia đang cố gắng lùa Check Club, nhưng Check Club vẫn còn hai phép bổ trợ và rất khó để có thể lên bảng. Đó là tình huống sân khấu lên cầu sấm trúng nhưng sát thương không đủ. Bin mất tốc biến nhưng đây là phần rừng nhà đối phương. Double kill dành cho Kasha, nét vẽ từ xa chuẩn xác. 369 băng vào và bóng ngủ trúng khiến cho vị trí của Bin phải lên bảng. Mã hạ gục dành cho 369 luôn. Tiền mã gục và rồng dành cho Tội Sport là quá nhiều. Sao Angel lại đi một cái đường nó mạo hiểm đến như vậy? Anh ta đi ngang qua một cái khu vực mà đối phương gần như là sẽ đứng nấp ở trong đó luôn. Anh ta đi rất là ngây thơ ở trong một cái khu vực mà gần như đối phương chắc chắn sẽ đứng nấp trong cái bụi này. Thậm chí anh ta cũng thấy đối phương rồi cơ mà. Sop đã quá tin tưởng là người đồng đội của mình sẽ đi theo mình để có thể tạo giáp được. Nhưng không, Angel đã bị chặn lại ở phía sau. Sop bước vào hang rồng một mình, không có lượng giáp từ Arena, không có cú xoáy cầu từ Arena. Sop đơn độc, Sop nằm xuống, dịch chuyển từ bin quá trễ. Anh ta bước vào pha giao tranh này khi mà đồng đội đã nằm xuống tận hai người rồi. Đó là tình huống mà Sop nằm xuống quá nhanh trước họng súng đến từ Kasa cùng với Jackie Love. Một mất mát lớn dành cho bên phía của Suning ở tại khu vực hang rồng. Khi mà bị thiếu người và Angel cũng... Cái pha giao tranh nó cảm giác cái độ rời rạc rất là lớn luôn á. Độ rời rạc cực kỳ lớn của Suning. Mỗi người ở một góc hoàn toàn khác biệt với nhau. Nếu như đội hình của Suning đánh tụ chung lại nhau, thật ra họ không thể yếu một xíu nào cả nếu như kết hợp được Ash, Nautilus. Đó là một cái sự khống chế rất là lớn của những cái chiêu cuối. Và thêm một cú xoáy cầu từ Angel nữa, đó là một cái vùng khống chế không phải là nhỏ xíu nào cả. Tức là đội hình bên phía của Suning nó không thể nào tạo được cái thế bánh mì kẹp thịt cả. Họ cứ đánh cùng một hướng với nhau, tôi nghĩ là vẫn là tốt thôi. Tôi nghĩ đứng từ một hướng sẽ là đẹp nhất dành cho bên phía Suning. Bên phía bên kia thật ra cũng đâu có một cái con Wukong của họ đang là một con rất là yếu nha. Lao vào thì rất là dễ dàng để bạn có thể đào ăn tiện hoặc là dùng chiêu cuối của Swag để ngắt được, chứ không phải là phải ngại lắm. Chính ra là chia ra bánh mì kẹp thịt nó mới là ngại á. Bởi vì bạn sẽ không đủ CC để dồn chết được một vị tướng nào đến từ Top Esports cả. Suning nên cân nhắc các giao tranh đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng họ vừa throw game. Lợi thế của họ ban đầu là có nhưng mà vừa throw game, pha đụng độ. Bin vừa mất dạng búa. Vừa mất dạng búa và anh ta vẫn bị tấn công liên tục bởi Kasa. Kasa tốc chiều cuối trường. Có lệnh phòng hộ nhưng sát thực vẫn là đủ đến từ búa đỏ và trừng phạt đỏ. Nó khá là ghê đấy. Angel có mạng ngược lại dành cho bên phía của Suning. Soft vừa mất tận thế Ragnarok để có thể rút lui khi mà đường giữa bị Nai cùng với Jack Club tấn công. Nhưng đường trên đã có trụ thuộc về bên phía của Suning. Trụ 1 trên toàn bản đồ dành cho Suning đi về. Đi về ngay lập tức, lúc này Hoan Fan cần phải di về. Chuyển được dùng đến từ 369, một con ngựa không còn tốc biến. Và đây là tình huống Shock Dead đã di chuyển trước, bỏ lại Hoan Fan. Thôi rồi. Tôi nhìn cái tình huống đó tôi đã nhìn thấy con mắt quen. Sau cái cảnh này cũng hay xem ở VSET. Hoan Phen đẩy quá cao và không về được mạng lại dành cho Nai ạ. Kịch bản tệ nhất đã diễn ra khi mà Ma Gục dành cho đường giữa của Top Esports. Thả sứ lại rồi để có thể gỡ gạt lại phần nào đó. Nhưng thật ra là đổi mạng của xạ thủ để lấy trụ đường giữa thì nó cũng không phải là tệ đâu nha. Không tệ. Nó vẫn là một cái pha xử lý thành công đó. 6 đều rồi. Từ lợi thế lớn nhưng bên phía của Suning đã không giữ được nó quá lâu. Họ bắt đầu throw một vài những cái mạng hạ gục dành cho đối phương. Chỉ có điều là với lượng tiền đến từ hai trụ có được thì họ vẫn đang là đội tuyển dẫn trước với tầm khoảng chừng 2.000 tiền. Họ hy sinh mất hai con rồng để có được 2.000 tiền này. Chúng ta xem lại một tình huống mà Bin cố gắng ăn bãi chim và anh ta vừa mất dạng búa xong thì gặp Kasa vòng ra. Đó là một tình huống Kasa chỉ gặp lỗi khi mà anh ta sử dụng cái chiêu cuối trượt. Nó khiến cho là mất tốc biến để dứt điểm. Và khi mất tốc biến để dứt điểm cái mạng hàng của Bin thì anh ta cũng là người dâng mạng cho Angel. Và Angel đang có một cây đây rất đẹp 3-0-1. Điểm hàng gục vừa rồi là điểm sit down. Shutdown đúng chính xác, nó shutdown Kasa nên là anh ta đang cầm rất nhiều tiền. Và để xem Angel với những lệnh sóng âm của anh ta có đủ để có thể giúp bên phía Suning giao tranh thắng hay không. Bởi vì Top Esports giao tranh vẫn hơi ghê. Sự rời rạc từ Suning cần phải được cải thiện ngay lập tức nha, nếu như họ không muốn thua trong cái cặp thi đấu BO5 này. Thật sự như vậy, tôi đang cảm nhận thấy là về giai đoạn đi đường á, đến lúc này là họ đã cải thiện được khá là nhiều rồi. Nhưng giai đoạn giao tranh thì tôi không chắc là họ đã có thể setup được cái đội hình của mình một cách chuẩn chỉ nhất hay chưa. Tôi vẫn đang thấy những cái tình huống di chuyển của Suning nó không được ăn khớp với nhau lắm. Như khu vực đường trên nè, Bin đang cách khá xa những người đồng đội của mình, không có di chuyển. Rất may là 369 cũng không có di chuyển và cũng không có mắt phía sau bên phía của Suning để bên phía của Toy Sport có thể thực hiện một tình huống chơi trước ăn rồng. Và đây là tình huống khép góc đối phương để ăn rồng đến từ bên phía của Suning. Họ cần phải có một góc đẹp để giao tranh, họ đang chiếm được khá nhiều tầm nhìn ở đây. Chênh lệch tiền cũng đang ủng hộ bên phía của Suning một phần nào đó mà thôi, không nhiều. Nhưng
nó dồn nhiều vào hai đường đơn của họ là Bin cùng với Angel. Và hy vọng là hai người này sẽ có được một tình huống tỏa sáng ở tại tình huống giao tranh tiếp theo. Nó khá là then chốt. Những tình huống điều cầu chưa thực sự áp lực đến từ Angel. Và Sop lại là người mất máu trước. 369 đứng một góc cực kỳ khó chịu. Cực kỳ kinh nhẫn. Bin không cấu gì được. Năng lượng còn lại của anh ta là không nhiều. Cầu sấm trượt ạ. Sân khấu mở lên bắn Thái Dương Asa chúng cả hai. Thanh Tẩy bỏ chạy đến từ Angel. Sop mất hơn nửa cái máu ạ. Chú cuối thổi vào đến từ Kasa là chiêu cuối cấp độ 11. Nó nâng được 2 điểm và sát thương của nó khiến cho bên phía Suning mất quá nhiều máu. Sop mất hơn nửa cây. Angel thì mất Thanh Tẩy và không thể giao tranh nổi. Nó chỉ nó mới là những cái thứ gì đó nó xương xương thôi. Ui, nhưng mà nó không còn là xương xương nữa. Khi mà Nai có mặt ở đây, không anh ta không dám lao vào. May là Sop về được. Đội hình bên phía Tội Sport vẫn thực hiện những tình huống tấn công nó quá là chuẩn chỉ thì những kỹ năng định hướng họ không có trượt. Cái đó là những cái thứ như là Thái Dương Hạ Sang được chính xác hai người và sau đó là tôi nếu như tôi nhìn không nhầm là nghịch sao của Nai cùng với lại những phát bắn đến từ Jacky Love và chiêu cuối Gasa dồn vào và máu của thành viên Suning tuột quá nhanh. Họ không kịp phản ứng gì cả, bắt buộc phải rút lui trong pha thi đấu vừa rồi. Mất 3 rồng dành cho Top Esports rồi. Wow, đây là map đất và nếu như mất linh hồn rồng đất thì đó sẽ thực sự là một khó khăn dành cho Suning ở giao tranh tổng. Bây giờ nó đã khó rồi. Mất con rồng đất thứ hai nữa là thôi coi như giao tranh cực kỳ khó thì bên phía Suning bị chênh lệch đồ. Angel đến cấp độ 12. Đại băng tiễn bắn từ xa đến từ Hoan Phanh nó trúng rồi. Còn lệnh sóng âm đến từ Angel. Xoáy sóng âm. Sát thương chưa đủ. Nó đã đủ với lệnh quy đức cuối cùng đến từ Angel. Ma cũng tốt dành cho bên phía của Suning. Và đây là tình huống bắt lẻ. Baron. Baron 20 giây. Rừng đối phương vẫn đang trên bản đếm số và Suning liệu rằng có ăn kịp Baron không? Nó vừa xuất hiện xong. Đã có những dấu ping đến từ Top Esports. Bin còn dịch chuyển. Nhưng mà là được không mạo hiểm. Nhưng mà không đánh. Họ không dám, họ không dám. Họ có lẽ như nghĩ rằng mình sẽ không đủ sát thương để Baron để dồn chết Baron một cách đủ nhanh. Họ không có công cụ mở ra khi mà đối phương ra Baron chăng? Họ còn cái chiêu cuối đến từ Sovereign Mata. Quyết định thi đấu an toàn đến từ bên phía của Suning. Vẫn là lời, lấy được trụ 2 khu vực đường giữa là một cái động thái tốt đến từ Suning. Họ đã gỡ gạt được khá nhiều thứ sau những pha giao tranh 5 năm mà không có phần lợi thế lắm trước đó. Họ mất đi con rồng thứ 3 cho Top Esports nhưng đòi lại được trụ 2 khu vực đường giữa. Cái sức ép từ cái việc kiểm soát lại tầm nhìn sẽ giúp cho họ, tôi nghĩ là sẽ chiếm được tiên cơ ở con rồng thứ 4. Angel vẫn đang chưa phải nằm xuống bất kỳ một lần nào, duy trì một nhịp farm ổn và có được một cây đầy đẹp. Nai bên phía bên kia thì anh ta đang mua sách chồn mề dai từ khá là sớm mặc dù đồng đội của anh ta không phải là có lợi thế quá lớn. Nhưng mà hãy nhìn Angel đi, phong ấn ám với 9 điểm được tích tụ. Chỉ số quá tốt nhìn cho Orianna. Cái vấn đề lúc này nên mở cái cánh cổng khu vực dưới là cái trụ 1 ra. Thì bên phía của Suning sẽ kiểm soát được khu vực sọc di chuyển xuống dưới. Sọc di chuyển xuống dưới để ganh pha này thì 369 chạy được. Anh ta có chiều cuối hơi khó để tiếp cận. Vẫn đang có định muốn băng trụ. Ragnarok được kích hoạt. 369 tốc biến chạy. Có dịch chuyển đến từ Nai. Hất tung thành công Bin lên. Sọc đang chống chịu. Nhưng sát thương đến từ Bin là không đủ. What? Sát thương từ Bin là không đủ để ăn 369 khi anh ta đã có gì đến Zatabi. Và Sọc đây có phải tốc biến chạy. Một tình huống băng trụ rất fail đến từ bên phía của Suning. Và pha này thì Sọc không Ragnarok luôn út mặt vào tường. Và chạy không nổi, có thứ đốt Thái Dương Asan giữa đầu, sát thương nhiều đến từ vị trí Zanzia, nhường mạng cho Jacky Love. Kịch bản tệ nhất đã diễn ra đối với Suning khi mà họ quyết định băng trụ khu đường dưới đối với một con ngộ không. Còn tốc biến và khả năng cò quay của nó là quá tốt. Còn cái chiêu cuối luôn. Baron luôn hả? Dịch chuyển ăn Baron đến từ Top Esports. Pha này mất đi hai người chơi chủ chốt. Có dịch chuyển. Angel hết năng lượng rồi. Angel không có mana để làm được gì cả, anh ta không có dịch chuyển để về. Vừa ăn được con bồ xanh. Vừa ăn được combo xanh. Ăn một combo xanh, hồi máu, hồi mana khá là nhanh. Xoáy... đi vào nào. Nhiều người, ôi, sọc đẹp móc trượt ạ, nghịch sao rất may nó trượt đến từ Nai. Pha dịch chuyển được dùng đến từ... Khá đầu, điều cầu đây. Khá đầu. Biến tốc biến tìm kiếm Nai nhưng đại bằng tiễn trượt cùng với cầu sấm. Gì vậy? Móc cái lại trượt, vậy? Tất cả mọi thứ tung ra để trượt, họ bắt được một người ở phía trong. Nhưng đó chỉ là một con Leon nếu con ngộ không không còn chiêu cuối mà thôi. Người đầu tiên nằm xuống là sọc đẹp Bin bị kiệt sức sát thương không đủ. Nai bấm đồng hồ cầu chiêu quá tốt, xoáy sóng âm tốt nhưng mà Angel mất quá nhiều máu. Và anh ta cũng đã nằm cầu sấm lên là chúng nhưng nó không có nhiều ý nghĩa đến từ Bin. Họ ít nhất là ngăn được con Baron này nhưng đây là một cuộc thảm sát với liên tiếp những mà hạng gục thuộc về Top Esports. Tôi không hiểu được những chiêu thức CC khống chế vô cùng quan trọng của Suning lại được họ tung ra hoàn toàn trực lất hết trơn ở trong pha thi đấu vừa rồi. Nếu chỉ cần một chiêu thức CC chính xác thôi thì tôi nghĩ rằng Suning đã có lợi thế về người trong pha giao tranh vừa rồi. Với việc hai thành viên của Suning đang có được cái thời gian hồi khá là nhanh rồi, tôi không hiểu lắm cái quyết định băng trụ này. Chắc chắn là các thành viên của bên phía Suning phải biết rằng đối phương vẫn còn có dịch chuyển. Wow, Nai dịch chuyển mang theo một cái hồi máu á.
anh ta cầm hồi máu đến từ việc anh ta nhặt được cái pha CC này, tại sao họ không nhắm vào ngay hỗ trợ đối phương? Và shot đẹp còn chiêu cuối mà ta, sao anh ta lại dùng tại sao ta lại kéo trước, ta hoàn toàn hơi lướt chiêu cuối thẳng vào đầu của con Leona kia, kéo thẳng vào đầu của con Leona kia. Và rất đơn giản là Su Ninh giết cái con Leona để khiến cho đối phương không có CC trước. Không hiểu Su Ninh nghĩ gì trong đầu trong cái pha thi đấu vừa rồi cả. Liên tiếp là những tình huống giao tranh thua và đây là con rồng họ không thể nào bỏ nổi, nhưng mà Sop đang bị bắt, có tận thế ra đó, họ trả sát thương vào Zhangjia, người còn đồng hồ đó thì muốn bấm thú tượng thạch giáp. Dính rất nhiều sát thương của Zhangjia đã nằm, nhưng pha quẩy quá nhiệt đến từ 369 khiến Sop đẹp cùng với Sop khá thấp máu rồi. Rất may là cũng nghịch sao giờ từ nay nó trượt. Họ tiếp tục cầm và quay trở lại, phát bắn thứ tư. Thứ nhất mà thôi, có đại bác lên thanh. Được. Câu sấm tốt đến từ Bin, đổi mạng đến từ cả hai đội tuyển. Lên nào, Bin nhắm lên hay không? Đổi là lời rồi, một đổi hai. Sop đổi lại được hai mạng, bên phía bên này tiếp tục tấn công và Kasa bắt buộc rút lui 369, còn lại không nhiều máu lắm. Nhưng đối phương còn rừng. Ăn rồng là hơi ghê nha, ăn đối phương còn rừng sân khấu mở lên bắn cầu sấm đến từ Bin tung ra trượt. Pha đứng che đến từ... What? Chết ạ! Bin rồng nhổ chết thì phải, lại là một mất mát về người nữa. Hoan Phe cũng đã nằm trong tình huống bị Jack Club bết hơi sâu, Angel thấp máu và không còn năng lượng. Bin băng vào trong tuyệt vọng, anh ta một đổi một với đối phương nhưng mất rừng, mất bốn người. Linh hồn rồng. Lại là một tình huống đổi thua và mất linh hồn rồng đất. Lúc này là một khó khăn quá lớn cho Su Ninh. Tôi hoàn toàn không hiểu Su Ninh đánh như thế nào trong pha giao tranh vừa rồi mà họ lại quyết định chạy thẳng vào rồng và ăn khi đối phương vẫn còn chiêu cuối sân khấu tư thần. Khởi đầu không hề tệ, khởi đầu không hề tệ khi họ hạ gục thành công Zhangjia. Đây là một góc họ di chuyển ở cùng một hướng và đối phương không có cách nào vào nổi cả. Đây là một góc quá khó chịu của Su Ninh rồi. Nhưng sau khi họ gục được Zhangjia thì họ lại liên tục đâm vào những tình huống tấn công rời rạc và từng người phải lên bàn một. Đầu tiên là Sop. Sau đó là một tình huống mà họ đổi được điểm hạ gục đối phương khá là hay rồi. Thì tôi nghĩ rằng nếu như pha này họ chỉ cần phá tầm nhìn và đứng bên ngoài chờ thôi. Đối phương cũng sẽ không dám bước vào đó. Đó là một cái bẫy. Bin lại còn đạp phải cái bẫy nữa thì phải. Không, Bin không đạp phải cái bẫy, nhưng pha này thì đó là pha bait quá tốt đến từ Jackie Love, khiến cho Hoan Feng ta mất tốc biến à? Hoan Feng vừa mất tốc biến và lên bảng sang. Thực sự đó thì một tốc biến rất khó hiểu, bóng ngủ chuẩn xác, không có thanh tẩy. Mất tương đối nhiều máu ạ. Xoáy sóng âm không có nhiều ý nghĩa đến cho Angel, và đó là mạng hạ gục thứ 15 dành cho Top Esports sau khi họ có linh hồn rồng đất. Và số sách trời mềm dài lại bắt đầu được tích đến từ này. Hãy nhìn vào Jackie Love 406. Một chỉ số quá kinh khủng của xạ thủ bên phía Top Esports. Bây giờ họ đang tiến thẳng vào Baron và ăn nó rất nhanh. Mất đi người xanh nhất, mất đi người duy nhất để có thể gánh team pha này, thì lấy gì ra để bên phía của Su Ninh có thể giao tranh lại? Sao không vào được, sao không có Orianna để có thể búp giáp giùm cho mình? Không có ai có sát thương cả. Hoan Feng không có nhiều sát thương đến như vậy. Ngộ không của 369 gây sức ép ở phía sau. Dính bóng ngủ. Và đó là cú đại băng tiện bắn ra để cover đến từ Hoan Feng. Pha bóng ra đến từ 369, dấu chấm hết dành cho Bin. Bin đã nằm, Sop quáng rút lui, người kẹt lại là Sop đẹp tung chiêu cuối trong muộn màng. Đó là tình huống băng ngược trở lại đến từ 369 tấn công và Hoan Phe, nhưng rất may là sát thương của anh ta là không đủ khi nghịch sao đến từ Nai trượt. Nai rút lui bằng thanh tẩy sách phép và đây sẽ là con Baron không thể vào được. Bây giờ Angel xuất hiện thì lại là 3v5. Tôi không biết là cái kịch bản diễn ra ở Baron là Su Ninh mất bao nhiêu mạng nữa. Họ cứ mất từng mạng từ pha Baron trước đến pha Baron này đều là như vậy cả. 369 về nhà dịch chuyển trở lại. Rất khó hiểu cái việc mà chia team của Su Ninh và bây giờ họ có khả năng Sop phải nằm đây xuống. Máu sao vào nổi. Né, cố gắng bộ. Nghịch sao trượt đến từ nay chứ chúng tôi nghĩ là Sop sẽ nằm ạ. 369 đang cố gắng tăng tốc để đuổi theo Sop. Sop chạy được. Nghịch sao trượt nữa. Nay ngay thi đấu mà Nay có những cú nghịch sao nó không được chuẩn chỉ. Và đó là sát thương đủ đến từ bộ đôi xạ thủ. Và đường dưới của Su Ninh họ phản công ngược lại. 369 bị làm chậm liên tục, anh ta gõ sát thương chưa đủ. Ui. Và sát thương của anh ta là không đủ để hạ gục cả Sop lẫn Hoan Feng. Cả hai người đều thấp máu nhưng Baron đã có thuộc về Kasa. Ba người còn lại Baron thì mất một người. Đó là Zhangjia. Check it up kẹt lại. Nó là màn hùng thứ tư cho Su Ninh. Chỉ đúng lại một mùa Baron dành cho bên phía Toy Sport trên người Kasa mà thôi. Đó là lời dành cho Su Ninh với pha bóc được 4 mùa lại Baron đến từ đối phương. Và lượng máu của Sop cùng với lại Hoan Phe máu đấu vừa rồi là dưới 20 máu. Một cái phép thần kỳ nữa đó mà họ vẫn còn sống trong pha hiệu đó. Để rồi các thành viên Su Ninh đang có một lợi thế đẩy vào khu vực đường giữa. Họ sẽ lấy được cái trụ bảo vệ nhà lính của đối phương ở khu vực đường giữa. Không nổi một mega rồi, không nổi một mega. Đó là tình huống mà Su Ninh đã rất nỗ lực trong việc đòi lại mà hạ gục. Và Angel hết năng lượng này không tiếp tục đẩy được nữa. Họ không có được một mega rip, nhưng việc có được 4 mà hạ gục, shutdown tương đối nhiều số sách đến từ Nai và thêm cả những cái mạng shutdown nữa, thì họ đã gỡ lại được một lượng tiền tương đối ngang tiền. Nhưng mà
vẫn thua một linh hồn rồng khá chất lượng là một linh hồn rồng đất, thì giao tranh vẫn sẽ là hơi khó tại bên phía của Suning. Đó, nhưng thực sự là vấn chúng ta có Angel, đây là một con Orianna khá khỏe. Orianna của Angel sẽ là điểm tựa dành cho thành viên Suning. Anh ta cần có một cú xoáy đẹp, anh ta cần có một cú xoáy để khiến cho Zaki Love gặp đủ nguy hiểm và bị ép ra khỏi giao tranh. Chứ còn hãy nhìn bên phía của Top Esports, họ đang có rất nhiều thứ lợi thế. Họ có một bùa lợi linh hồn rồng đất để có thể đưa Wukong của mình vào hàng sau đối phương mà không gặp quá nhiều vấn đề. Cái lượng giáp của anh ta đang có là rất nhiều, kết hợp với cả Orianna nữa, và chưa kể đến cái khả năng cứu rỉa từ xa đến từ nay. Tất cả mọi thứ đều rất nguy hiểm dành cho Suning vào lúc này. Hoang Fan không có tốc biến, không có thanh tẩy, anh ta sẽ là biến mồi cực kỳ ngon dành cho Leona của đối phương. Angel cũng tương tự như vậy, nhưng anh ta ít nhất là có một cái thanh tẩy để tự bảo kê. Tôi nhìn không nhầm thì hình như Angel vừa về nhà và mua mũ phù thủy, tức là từ 2 đồ rưỡi lên thẳng 3 đồ rưỡi luôn. Anh ta đang out so với Nai đúng một đồ lớn. Đây thực sự là một ngày thi đấu mà Angel thể hiện khả năng đi đường của anh ta không thua so với Nai quá nhiều. Và để xem bên phía của Top Esports sẽ xử lý như thế nào với một con Ori xanh như vậy. Đội hình bên phía của Suning cần phải giao tranh ở tại khu vực hang rồng ngàn tuổi trong khoảng được 1 phút sắp tới. Và ở tại thời điểm đó thì đáng tiếc một điều là Angel vẫn chưa có lại tốc biến. Nhưng ở thời điểm đó thì ít ra Hanfan ta cũng đã hồi được cái tốc biến của mình rồi. Thì Angel sẽ có một người có thể cover anh ta được là Swag. Hanfan sẽ phải tự lo cho bản thân mình với cú tốc biến của anh ta mà thôi. Hy vọng là ở tình huống giao tranh tiếp theo sẽ là một tình huống mà Suning nhận ra được rằng đội hình của họ không nên chia lẻ với nhau nữa, không nên chia lẻ mỗi người một góc ở hang rồng nữa. Họ nên đứng chung với nhau và tạo ra một tiền đề. Có thể là không cần sát nhau quá để tránh những trường hợp mà Wukong có thể xoáy họ nhiều người được. Họ nên đánh theo một cùng một góc với nhau để cho Sọp là người đi trước tạo với cầu ra cùng với Orianna và Nautilus cùng với Zay. Họ không vào trước để kiểm soát tầm nhìn được. Họ vẫn đang phải từ từ đẩy lính đường giữa. Hanfan đẩy trước, sau đó thì di chuyển check từng cái bụi một, check từng cái bẫy một đến từ Check Love. Quả cầu sấm bắn ra nó vào hết lớp giáp đến từ rồng đất mất rồi Bin ơi. Người ta đã có xuyên giáp rồi nhưng mà thực sự nó vẫn không nhằm nhò gì nếu như cứ bắn vào những người như là Razia cấp độ 16 chung với 3 điểm đến từ Ngộ Không. Lại là pha mở trước đến từ Razia, anh ta biết chiêu thức đối phương mà thôi. Mất Thái Dương Hạ San, Sọp phát hiện ra 369, Sọp khép góc hoàn toàn 369 nhưng 369 trả sát thương lại là khá nhiều. Đây là một tình huống giao tranh khá then chốt ở tại hang rồng và Sọp vẫn đã thua 2 cấp độ so với Kasa trong việc chấp trừng phạt. Nửa cây máu Sọp gần như là mất đi sau một tình huống combo nhẹ đến từ 369. Và đây sẽ là quá khó chịu. Quá khó, đúng như vậy, quá khó để có thể Bin vừa đẩy lính vào khu đường giữa và anh ta bây giờ mới trở lại. Mất thanh tẩy trên Angel. Có thể lao vào. Cầu sấm trượt đến từ Bin. Baron vẫn còn toàn 4.000 máu và sức ép đến từ quả cầu của Orianna là không đủ nhiều. Đối phương vẫn còn quá nhiều tầm nhìn và đó là tranh chấp trừng phạt thua. Sát thương nhiều đến từ Kasa sau khi anh ta ăn con rồng ngàn tuổi xong, xoáy sống âm không trúng ai cả. Và đây có thể là dấu chấm hết. Pha băng lên đến từ 369, sát thương đến từ rồng ngàn tuổi, Hoan Phen đi, Sọc Đẹp cũng đi. Đây thực sự sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía của Suning. Bóng ngủ chuẩn xác, Angel không thanh tẩy và đó là mạng dành cho Kasa. Cú dịch chuyển xuống khu đường dưới để endgame với chỉ một đường sao. Họ muốn endgame thực sự với đợt lính khu đường dưới đủ lớn để họ có thể đẩy thẳng vào khu vực nhà chính của Suning. Quá nhiều pha xử lý sai lầm ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Sọp cố gắng tiến vào hang rồng ngàn tuổi với chiêu cuối của mình, nhưng không thể nào tranh cướp được với sức mạnh của bên phía bên kia. Các thành viên của Top Esports đã dùng đam rất là nhanh ở trong tình huống đó. Và sau đó là pha xoáy của Angel không trúng bất kỳ một ai cả. Như đã nói, nhiệm vụ của anh ta quan trọng nhất trong đội hình của Suning cần phải có những cú xoáy để khiến cho Zaki Love không thể nào gây được thêm sát thương. Nhưng anh ta xoáy không trúng bất kỳ một thành viên nào của Top Esports. Tấn công vào Sọp, Jansia mất máu nhiều, bắt buộc rút ra. Một pha tốc biến lên để dứt điểm nhưng sát thương chưa đủ đến từ Check Club. Bên phía bên này Sọp đẹp quá thấp máu, anh ta không có gì để mở cả. Sát thương trả lại nhiều và họ có điểm mở gục của Jansia nhưng nhà chính yếu máu. Nó đã nằm và đó là 2-0 dành cho Top Esports. Một ván đấu mà Suning đã có được lợi thế từ dạng đi đường. Nó không phải là quá nhiều nhưng ít nhất là họ có thể tận dụng nó để tiếp tục snowball. Thật tiếc là họ đã không làm được điều đó và để thua ở trong cái đấu thứ hai sau khi mà Top Esports giành lại được rất nhiều lợi thế khi Suning di chuyển sai lầm. Nó thực sự là một ván đấu đáng tiếc dành bên phía của Suning. Tôi đã nghĩ đó một ván đấu rất là tốt ở giai đoạn khởi đầu dành cho Suning và những thành viên của họ. Họ đã có được khá là nhiều điều kháng tốt như khu vực trên dây có được lợi thế về chỉ số lính cũng như là về điểm hạ gục.
đường dưới thì họ có thể có một pha, một vài pha xử lý sai lầm và bị đối phương dẫn trước, nhưng đường giữa Oriana của Angel rất là xanh. Nhưng bỗng nhiên những pha giao tranh sau đó luôn luôn là những pha giao tranh mà bên phía của Suning đã dàn xếp đội hình của mình rất là sai. Họ sắp xếp những vị tướng của mình ở những cái thế tấn công không đẹp mắt lắm, bị rời rạc ra. Mãi sau đó thì họ mới nhận ra vấn đề và đánh trùng cùng một hướng với nhau. Thì cái thời điểm đó Toby Sword đã gỡ được quá nhiều thứ rồi. Họ đã gỡ được những điểm hạ gục quan trọng dành cho Jacky Love của họ xanh, và Wukong cũng đã xanh ngược trở lại. Trận đấu dần dần tuột khỏi tay của Suning trong một ván mà họ đã có thể là người có lợi thế. Rất đáng tiếc, nhưng chúng ta sẽ cùng chờ đợi ván hiệp thứ 3 trong cặp đấu vô cùng hấp dẫn giữa Toby Sword cùng với Suning.